Cái nhớ không? Nhỏ này cục nhân nè, má nó đâu còn. Cục nhân đi theo bà Thành, ba ông ngoại cũng biết nè. Má nó không còn. Ông ngoại không cho ông ngoại uống rượu luôn đó mà. Mẹ nó. Đợt đó đi về dưới đi theo rồi kêu hỏi gì sao chứ. Cô đi đi đón cái ngày đó là ngày quốc tế thiếu nhi, đi lãnh quà nữa. Nhớ mấy năm hồi đó, mấy năm mạnh khỏe rồi đi kia ha. Không giờ. Quay tao đưa qua cho anh Tâm nó xem. Bà này nè, bà này quan trọng nhất. Khỏe ha. Mập mạp.